Đây, thầy sẽ làm cho em cách số 1 là dùng phép suy đồ thị. Suy đồ thị hay là biến đổi đồ thị gì cũng được nha. Rồi, thì biến đổi như sau. Từ nếu như mà cái đề nó cho em á là đồ thị của hàm số f(x) thì thầy cứ ghi là từ f(x) nha. Thầy muốn suy ra đồ thị của hàm f(x) cộng a. Đây, f(x) cộng a trong trường hợp a dương hết thầy. Thầy chỉ xét cái số dương thôi. Nếu mà từ f(x) suy ra f(x) cộng a thì mình sẽ làm như sau. Thầy sẽ dịch chuyển đồ thị của hàm số f(x) sang trái a đơn vị. Nhớ là nếu chỗ này là f của x cộng a thì dịch chuyển sang trái. Còn nếu mà f của x trừ a thì dịch chuyển sang phải nha. Như vậy bài này thầy đang có là f(x) nè, từ đồ thị f(x) thầy suy ra f của x cộng 2. Như vậy là em phải dịch chuyển sang máy nè. Thì là dịch chuyển sang trái. Hai đơn vị đúng không? Rồi. Mà đề nó đã cho nè, ban đầu thầy đang có nè. Ban đầu là cái hàm số f(x) đó nó đang đồng biến trên khoảng 1 2. À, Trừ trừ một 1, trừ 1 2. Anh này chính là f(x) nè. Bây giờ thầy nắm nó, thầy kéo sang trái hai đơn vị. Nhớ là sang trái có nghĩa là mình cái độ cao của nó thì vẫn không thay đổi, nhưng mình chỉ kéo sang trái, kéo sang phải thôi nha. Như vậy cái anh số trừ 1 mà kéo sang trái hai đơn vị có phải ra trừ 3 không? Tiếp tục cái anh 2 này mà kéo sang trái hai đơn vị nó sẽ ra không đúng không? không Nó không. Như vậy thì cái hàm số f của x cộng 2 nó sẽ đồng biến trên khoảng từ trừ 3 đến 0. Ok, em chọn câu B đúng rồi. Rồi. mà ý là ban đầu em làm ra được con y phẩy đúng không, nó sẽ ra được f phẩy x cộng 2 bằng không, sau đó em cho x cộng 2 đó trong cái u á, trong cái f phẩy á, cho x cộng 2 bằng trừ 1 x cộng 2 bằng 2, sau đó x cộng 2 trừ 1 x cộng 2 bằng 2, nên ra được x bằng trừ 3 x bằng 0, À, trừ 3 chứ không, cho nên em chọn là nên câu em B luôn. chọn b. Ok, đúng hết à. Cách đó cũng được. Nhưng mà nếu mà thầy làm theo cách đó thầy sẽ không lấy dấu bằng mà thầy lấy dấu lớn luôn. Lớn Bây giờ cách 2 này. Đề bài nó đang cho hàm số f(x) đồng biến trên khoảng 1 2. Như vậy có phải là đồng biến là f phẩy lớn không? F phẩy lớn hơn không? Khi và chỉ khi trừ 1 bé hơn x, bé hơn 2 không? Có phải là thầy đang có cái này chứ gì? Như vậy từ đây thầy suy ra nè, thầy đang cần đi khảo sát cái hàm số f của x cộng 2 thì thầy tính đạo hàm của nó đúng không? Như vậy thầy xét nè, y phẩy f của x cộng 2, như vậy thầy lấy đạo hàm có phải bằng x cộng 2 đạo hàm nhân cho f phẩy của x cộng 2 không? Rồi, mà x cộng 2 đạo hàm thì ra 1, như vậy cái này có phải chỉ còn f phẩy của x cộng 2 thôi không? Đúng chưa? Mà thầy đang cần là tìm cái khoảng đồng biến của cái hàm này. Như vậy có phải để mà nó đồng biến thì thầy sẽ cho cái này lớn không? Rồi, như vậy từ đây thầy sẽ được nè. Ở trên á, hàm số f(x) đồng biến khi x kẹp giữa trừ 1 và 2. Như vậy bây giờ f của x cộng 2 mà muốn đồng biến thì x cộng 2 này cũng phải kẹp giữa trừ 1 và 2 đúng không? Như vậy từ đây thầy sẽ được là trừ 1 bé hơn, chỗ nào có chữ x thì thầy thay thành x cộng 2 thôi. Bé hơn 2. Chỗ đó có phải là 2 là chuyển qua đây, trừ 1 trừ 2 là trừ 3. Bé hơn x, bé hơn 2 trừ 2 bằng 0. Đó. Như vậy nè, trên khoảng từ trừ 3 đến 0 thì f phẩy của x cộng 2 dương. Do đó hàm số f(x) cộng 2 đồng biến. Rồi đó là cách số 2 thì cách nào cũng được hết thầy. Cách số 1 thì bắt buộc phải nhớ thầy cái phép biến đổi đồ thị. Thì mình nhìn vào là thầy thấy ngay, thầy chỉ cần dịch chuyển cái đồ thị của anh này sang trái hai đơn vị. Như vậy thì trừ 1 sẽ ra trừ 3, 2 sẽ trở thành 0, do đó là trừ 3 0, chọn của B luôn.